Rồi lên. Đây anh em. À, trên cao tốc có hai con điên nó đang đi xe máy trên cao tốc. Để lên phỏng vấn nó như này. Nó nghĩ sao vậy? Xin cảm ơn luôn ấy. Đấy, cao tốc Long Thành nha. Hai đứa. Đi đâu vậy? Trời ơi. Cầm chọc hả Tuấn? Chào mai. Lên đây là bị bắt rồi. Google Maps chỉ đường cho hai em nó lên cao tốc. Con nó leo cầu vậy. Đi từ từ cho nó kè xe bên cạnh mình đi. Cho nó lên đây nó bị xe quất đó đó. Em đi đi cho nó kè vô bên hông mình này nè. Cho nó kè bên hông mình chứ ở đây không có lên đâu, đi nó mất công á. Đi từ từ thôi cho nó lên. Lên chưa? Cho nó lên đi, em kè cho nó đi bên hông mình nè. Giữ lên này đi cho nó đi vào trong. Mất công lên rồi. Mấy ngày nó quất cho cái là nằm ở luôn á. Chạy lên đây, kè bên đây nè. Đi ở trong đây nè, cho khỏi nguy hiểm. Đi kè theo xe cho khỏi nguy hiểm. Ừ. Chú đừng có đăng lên Facebook nha, chết con á. Chú chỉ live stream con thôi. Con là người xuất sắc luôn. Chú làm con chú hết hồn, kè đi rồi cho nó đi chứ dốc cao á. Đi cái xe 50 luôn mới vừa chứ. Cái này nó độc ghê luôn đó trời. Đi từ thôi. Qua trạm thu phí là bị bắt chứ coi. Đi kè theo xe nha anh nè. Nó có lên nổi không vậy? Mày đi từ từ mày kè cho nó lên đi. Hả? Chú ngồi với like hả? Đúng rồi. Con ngồi lại đi. Chú lại đi từ từ thôi, cẩn thận. Chạy lên đừng có giỡn. Mình đẹp trai gì mà nó kêu mình chú. Nghĩ sao vậy? Nói chú nó bỏ đi luôn á. Đâu rồi? À. Gia Lai. Gia Lai thiệt đó hả? Dạ. Sao lầy quá vậy? Đi đâu mà vô đây cao tốc? Chỉ đường xe hơi đó. Đi thiệt chứ. Nó kêu đó, nó ở Gia Lai. Chắc về Sài Gòn. Về Sài Gòn phải không? Dạ. Về Sài Gòn phải không? Dạ. Cần tới đường cách thì mấy cái cũng. Chưa, còn xa lắm. Xuống đây đuổi ra nè. Đi 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 đi, tới trạm thu phí là nó lùa ra ngoài á. Đi đi. Lùa ngoài tìm đường khác đi nha. Trời, hai đứa này nó kìa. Nghe thiệt luôn á, đi chiếc xe 50 nữa chứ. Chạy đi, chạy đi, kè cho đi. Chứ lại xe nó lên ghê lắm á. Thằng này xin bói lên nữa kìa. Cái bánh đại mình á hả? Ờ. Qua đi, qua đi. Kè vô luôn, kè vô luôn. Nó biết rồi, nó không nghe được đâu.
coi có con xe tải đó không ta. Xe tải đi luôn rồi. Bỏ lên chở nó ra cho nó đi về để năm nào nó tới nhà. Ra đây thì đi đường có đường không? Nhà ngoại em á đi hướng này về nè. Ra trạm thu phí á rồi dừng lại chỉ đường cho đi. Ra khỏi trạm thu phí rồi rồi chỉ đường cho đi. Đang quay chứ đâu có livestream đâu. Công công quá. Có thấy mặt đâu mà sợ. Ừ. Biết rồi, biết rồi. Đi đâu mày? Đi xin ra. Đừng có đi kè vô ô tô. Trời ơi. Đinh đinh. Thiệt chứ má sợ hai đứa này luôn á. Chết con luôn á, anh sợ. Tại sao mà thấy mặt ảnh được? Kìa. Đã xích ra, xích ra. Đỡ rồi kìa. Rồi vô kia kia người ta chỉ đường ra. Tới đi, tới đi, tới đi chỉ cho nó. Không qua đạo không chỉ được. Chạy qua chàm đi rồi chị, dừng lại. Em đi qua bên chủ công đi. Sợ luôn á. Nó ghê luôn á. À đi lách vô công thôi chứ ẩu ghê. Con không biết đường đi. Cao tốc này là cao tốc Long Thành đúng không? Ừ. Má dễ sợ nó thiệt chứ. Đi nguy hiểm lắm luôn á. Xe nó lên nó bàn cho đi thôi. Quay quay cảnh đi bắt. Hai quay xế đi bắt. Quái xế đi bị bắt rồi. Nó đi lạc á. Kề bị bắt rồi kìa. Để em chạy đi đâu? Chưa. Nè em thấy hướng đó. Thằng nó có quen không? Chạy lên đi, chạy lên nói nó tiếng. Nghe là bên quản lý hả? Anh ơi, chỉ đường cho nó ra đi, nó đi lạc trên cao tốc á. Google Maps chỉ á, chỉ cho nó đi. Ủa ông Diệu nè, ông có làm không? Biết rồi. Nó đi lạc nó không biết đường á, chứ không gì đâu. Không rồi, không rồi, không rồi. Quay đỉnh hai quay xế đi. Có chị ơi. Thằng Bi nó đi xe ta bánh tải. Cao tốc Long Thành dầu dây nha Thảnh.